Có bạn nào muốn nuôi báo không? Bên tôi còn hai chú báo vàng rất hiền và dễ thương nè. Đây là mấy bé mèo sữa mất mẹ. Bên mình nhận nuôi và đã cách ly trên 14 ngày rồi. Các bé đều khỏe mạnh, ăn giỏi, đi vệ sinh đúng chỗ. Bên mình cũng đang nuôi 6 bé mèo ta rồi, cũng là mèo cứu trợ hết. Hiện nhiều ở quán đã đủ số lượng mèo, nên bạn nào muốn thêm nhiều niềm vui cuộc sống thì nhận nuôi bé nhé. Các bé đều rất tình cảm. Bạn muốn ôm ấp, bế bỏng và hay tắm cho bé lên chỗ hết, rất ngoan ạ. Cô em muốn một con nữa không? Cô yêu mèo đông, đắng luôn. Này Linh nè, Linh dễ thương lắm. Này Linh, này bé Lung nè, bé Lung Linh nè. Em cũng dùng máy mới. Nói vậy á. Ê bây giờ mình hả thộn nữa. Bây giờ mình hả miệng ra cái mình do nguyên cái đầu. Nguyên cái đầu.